để em xẻ cái đòn trắng nè. Ôi, thương nó bật 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 không. Trắng là bự nha. Bự. Mình cắt nhiêu mình ăn nhiêu. Còn lại thì mình bỏ vô bọc mình để tủ lạnh tiếp. Cái này em làm mà cái này gọn lắm anh này, đơn giản, nhanh nữa. Hồi xưa đem đi hấp mấy tiếng ngọ. Mình là xăm không kỹ là nó không dễ nữa. Cái này em làm để em chia sẻ tới mọi người thôi. Cái này anh làm ăn cơm cũng được, uống bia nhâm nhi mấy ngày Tết ha. Nó gọn nó tiện lắm. Tết có bia cái mình khỏi nấu. Còn này với chả cái giò đem ra là nhâm nhi được. Ăn cái này anh có cảm nhận có gì trong này nữa không? Chào cả nhà đã trở lại với kênh Khói Bếp Miền Quê nha. Hôm nay thì cũng sắp Tết rồi cả nhà ơi. Mình xin chia sẻ với cả nhà làm cái món chả lạnh nha cả nhà, hay còn gọi là chả giò thủ cả nhà ơi. Ở đây mình có chuẩn bị một cái má heo nè, 800g ha. Heo này là heo tơ nè, rất là ngon luôn. Với 1,5kg thịt đùi nha cả nhà. Mình làm cái chả này thì mình sử dụng cái má heo nha cả nhà, hay là da heo, lỗ tai heo cũng được. Heo này mình chọn heo tơ nha. Thì mình làm nó cái da nó mềm, nó sẽ ngon hơn nha. Cái này thì mình luộc xong, mình sẽ lạng bỏ hết cái phần mỡ này nha cả nhà, rồi mình mới làm nha. Giờ mời cả nhà cùng làm với mình nha. Mình cắt cái lỗ tai này ra. Cái này có da thì mình làm cũng ngon lắm cả nhà, nhưng mà mua không có cái da ha, nên mình mua cái má heo này về. Mình lạng bỏ mình cái phần mỡ, mình lấy cái phần da này cũng ngon lắm. Ở đây mình cũng mua có cái lỗ tai nè. Đó, lỗ tai này thì trong đây nó có gân nè, mình làm nó ăn nó giòn giòn, ngon lắm. Cục thịt này có miếng da nè, mình cắt để mình luộc luôn. Mình luộc thì mình chỉ luộc cái da heo thôi. Còn cái thịt này á, một hồi mình sắc mỏng ra. Để mình làm, mình ướp, mình làm cái chả nha. Rồi mình cho miếng gừng, miếng sả vô nước để mình luộc thịt cho nó thơm nha. Da heo này mình cũng rửa qua nước muối xong rồi nè. Mình để cho ráo nước rồi đó, giờ mình cho vô mình luộc. Mình luộc khoảng 20 phút ha, cho da heo nó vừa chín tới, nó vừa mềm, mình xâm lũng là mình vớt ra được. Rồi thịt này thì mình cắt mỏng ra nha. Đây mình chẻ đôi rồi mình cắt mỏng lại, mình cắt lát. Mình cắt cho thiệt là mỏng thì mình làm miếng chả nó mềm nó mới ngon. Làm chả thì mình không có làm cái mỡ này ha. Mình làm mỡ thì nữa nó ra cái dầu chất mỡ nó không có ngon. Ăn nó dễ lâu, để lâu không được, nó bị hôi. Đây mình sắc cho thật là mỏng. Giờ cũng 20 phút rồi nè, giờ mình thử cái da heo nó chín chưa nha. Mình xôm nó lủng là được. Còn cái cứng à. Xôm còn hơi cứng chút xíu nữa đi.
Ôi đúng rồi, được rồi đó. Để chuẩn bị cái thau nước, con ga vớt ra đây coi. Da heo mình vớt ra nè, mình bỏ vô nước đá mình ngâm cho nó nguội vậy nè. Giờ mình đem ra mình lặn, mình bỏ đi cái phần mỡ nha. Mình lặn cái da để mình làm chả. Làm chả thì mỡ nhiều quá thì ăn nó không ngon. Với chả mình để lâu nó dễ bị hư lắm. Còn mình lặn bỏ hết cái phần mỡ này thì chả mình để lâu ăn được. Lỗ tai heo thì mình sắc mỏng nha, mình lặn cho thật là mỏng. Lặn mỏng ra thì mình lặn càng mỏng thì mình làm cái chả nó mềm nó ngon, còn mình sắc dày quá thì nữa mình làm ra cái độ dính nó ít. Da heo mình đã xóc xong rồi nè. Bây giờ mình đem đi rửa 3-4 nước cho nó sạch nha. Rồi trước khi làm chả thì mình tiến hành mình ướp ba cái thịt này nha cả nhà, với cái da luôn nha. Đầu tiên thì mình cho cái phần núm mèo vô da này luôn. Rồi mình cho vô một ít tiêu này, ít tỏi phi nè, ít bột ngọt. Mình cho vô một xíu muối. Cho vô một ít nước mắm. Rồi mình trộn nó lên. Quên, nó còn ấp xanh nữa nha cả nhà. Mình cho này, da heo này mình cho nửa ống ấp xanh nha. Làm chả lạnh thì phải có ấp xanh. Ấp xanh thì làm chả lạnh nó mới thơm mới ngon. Ấp xanh này mình ra cái tiệm tạp hóa mình hỏi á, người ta có bán à. Mình nói mình làm chả lạnh thì người ta sẽ đưa cho mình. Rồi tương tự cái thịt này mình cũng ướp như vậy luôn nha. Mình cho hết cái tiêu xay này vô luôn nè, tỏi với bột ngọt vô luôn. Đây mình cũng cho vô một ít muối nữa. Rồi mình cho hết cái ống ấp xanh này vô luôn. Thịt với da thì mình ướp trong vòng 15 phút cho nó thấm. Rồi mình đem đi xào rồi mình mới đem đi gói nha. Rồi tỏi thơm rồi, thì mình cho thịt vô mình xào. Mình ướp nãy giờ cũng được 15 phút rồi nè. Thịt mình xào cho nó ra nước vậy nè. Mình hả để da vô nha. Mình để da vô vì là cái da nó mềm, nó không bị cứng. Mình bỏ vô mình xào chung với thịt thì da nó bị cứng lắm. Hồi nãy giờ nói chuyện á, mình quên để đường cả nhà ơi. Giờ mình cho vô thêm một miếng đường nha. Rồi này mình xào chín đi rồi mình nêm lại.
Rồi mình xào cái gì được rồi nè ha. Nó vừa cạn nước vậy nè. Rồi giờ mình cho tiêu vô. Này mình thích ăn cay nhiều thì mình cho tiêu nhiều ha. Thích ăn ít thì mình cho tiêu ít. Tiêu này mình đã rang sẵn rồi nè. Mình rang lên mình bỏ vô thì nó mới thơm. Tiêu á mình xào chín rồi mình để vô vậy nè. Là nó mới giòn, nó mới thơm nha. Cái chả của mình làm xong nó không bị đen nữa. Giờ mình nhắc xuống mình cho vô bọc mình gói. Rồi chả sau khi mình xào xong nè, mình cho vô cái bọc này để mình gói cho nó dễ nha. Nó không có bị dính tay nữa. Hôm nay mình làm chả hai màu ha. Mình chia ra phân nửa. Mình làm cái này trắng nè. Xong rồi mình cho màu vô. Rồi, mình cho vô bọc mình xe xe vậy nè. Cho nó chắc chắc lại ha. Cho nó dẻ. Mình sẽ sơ sơ thôi. Rồi mình còn cái phần này mình cho màu vô. Mình trộn màu vô mình hãy cho vô bọc ha. Ống màu này là chiên để người ta làm chả lạnh ha. Ra tiệm tập quá mình hỏi á, cái màu để mà dưới ấp xanh là để làm chả lạnh là người ta bán cho mình. Cái này mình trộn gì nó ra màu tím đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi trộn xong giờ mình cho vô bọc luôn. Rồi, lấy lá chuối vô để gói chả. Đây còn nắng nè, hơi hai tàu lá chuối. Chả nó cũng nguội rồi, mình tiến hành bó đòn lại ha. Mình xe cho nó dẻ lại. Cái này mình làm càng dẻ thì nó càng ngon nha. Trời ơi, nãy giờ ông đi mót cái chảo cái mặt mày ổng coi đó. Quá trời rồi la ơi. Tối rồi sao tắm con? Ngon hơn mà làm mặt mày thấy ghê vậy trời. Rồi chả mình đã ém xong rồi nè. Giờ mình bó lại ha. Mình gói như gói bánh tét vậy đó. Mình dùng dây thun nè. Mình lịch lại cho nó chắc. Mình ém hai cái đầu này xuống cho nó dẻ, thật là dẻ. Bớt lá dừa. Làm chả mình gói bằng lá chuối như này mình để lâu ăn nó không có bị hư. Rồi cái ông đó phá gì nữa đó, phá gì của tôi đó. Hả? Máy dắt này đi lục lạo rồi phải không? Rồi mình ém gì nè ha, cho nó chắc hai đầu. Rồi bây giờ mình bó đũa vô nè. Nữa mình cắt cái đòn chả ra cho nó có khía cho nó đẹp nha. Mình lòn đũa vô đây trước. Rồi mình hãy nịch với thun lại.
Thùng này thì mình nịch cho thiệt là cứng ha. Hai cộng chắc không lấy quá. Cộng thôi. Mình làm chả thì mình nịch từ trong ra ngoài nha. Nửa đòn thôi. Nịch trước nửa đòn. Làm gì thiện hồi nữa, cái đòn chả mình nó không có đầu lớn đầu nhỏ. Rồi, đòn chả mình nịch gì được rồi nè ha. Cái này mình có tủ lạnh thì mình để vô ngăn mát tủ lạnh để qua đêm, hoặc để khi 3 tiếng mình ăn được nha. Nếu mà người không có tủ lạnh thì mình để vô nước đá mình dằn. Chả mình đã làm xong rồi nè cả nhà, mình để tủ lạnh nãy giờ cũng lạnh rồi nè cả nhà. Ông xã mình cũng đi làm đồng vừa về đó. Giờ mình cắt ra mình mời cả nhà cùng ăn với mình với ông xã mình nha. Rồi giờ mình cắt bỏ dây thun nè. Nó bắt lùm bắt. Ôi bắt lùm kìa. Nó lùm hết. Lột cái vỏ ra đi. Rồi mình mất lọc không? Hay ra. Lọc chứ anh. Ừ, hồi nãy tới nãy tới lú lú tính gì cả là cả bọc. Cái bọc. Lọc chứ. Ừ, lọc hút đi đó. Ừ. Nãy không lọc là tao ăn luôn cái bọc rồi. Trời, cái bọc anh ăn sao được? Chả dẻo quá anh. Còn đoạn đó có khác gì không? Khác hơn. Đoạn kia trắng anh này. Trắng hơn. Ừ. Em xẻ cái đồng trắng nè. Nó như thương nó bật 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 luôn. Chả lạnh mình làm mình gói gì nè cả nhà. Mình để trong tủ lạnh mình ăn được cả tuần luôn á. Ăn nhiêu thì mình cắt ra nhiêu. Đó bỏ qua đi. Đó bỏ qua chỗ nào nè. Biết chứ. Ủa nó chín ra đâu cứ ngắt luôn như trời. Đây cũng có mọ được cái chắc là bự nha. Đây, mình cắt như mình ăn nhiêu, còn lại thì mình bỏ vô bọc mình để trong tủ lạnh tiếp. Cái này em làm cách này gọn lắm anh này, đơn giản nhanh nữa. Hồi xưa đem đi hấp mấy tiếng họ mình là xăm không kỹ là nó không dễ nữa. Rồi chả lạnh này thì ăn chấm với muối tiêu chanh ha. Đó, tiêu chanh này thì cũng có nước rồi nè. Rồi giờ mình mời cả nhà cùng ăn thử chả lạnh với hai chồng mình nha. Mời cả nhà nha. Rồi ăn được không? Ngon không nữa hả? Này đúng ra là cái mồi này mở bia nè. Bia. Ăn bia uống bia. Hôm nay em làm ăn thử mà. Làm là Tết em làm cho anh uống bia. Cái này em làm để em chia sẻ tới mọi người thôi. Cái này anh làm ăn cơm cũng được. À, uống bia nhâm nhi mấy ngày Tết nha. Uống gọn nó tiện lắm. Tết có bia cái mình khỏi nấu. Còn làm này với chả chả giò. Đem ra là nhâm nhi được rồi. Cái chỗ mà đổ tay heo nó có gân ăn giòn giòn sực sực. Ăn cái này anh có cảm nhận có gì trong này nữa không? Thật đó nhỉ. Còn nữa, món nữa đó.
đổ qua heo. Mình không thấy. Ừ, đúng rồi, còn nữa. Này giống nem nè, màu này giống nem. Bữa nay em làm mớ nem chua nữa. Con này có nướng mèo. Nướng mèo nữa hả? Ừ. Có tay heo, có lỗ tay mèo nữa hả? Có lỗ tay mèo nữa. Nó ăn nó sực 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 á. Ăn thử miếng đỏ này nè. Rồi cả nhà ơi, chả lạnh của mình đã làm xong rồi nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà clip tiếp theo nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà.